Đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì trước mắt các bác đây là những con máy mài Kenmax hàng công tắc cò bóp. Thì anh em biết rồi, Kenmax này, Sasuke và Makute thì đều là một trong ba thương hiệu của tập đoàn TNT, là hàng chính hãng, hàng công ty, thương hiệu Việt Nam và sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản anh em nhé. Thì con này em bán đã rất là nhiều trên thị trường rồi, thực sự là máy rất là ngon, chưa có bác nào kêu ca phàn nàn về chất lượng luôn. Thì các bác cùng em đi giới thiệu sơ qua về con Kenmax Kenmax máy mài công tắc tay dài anh em nhé. Đây, thì trước mắt đây sẽ là một cái hộp đựng của nó này. Mã máy anh em nhé, mã máy sẽ là KM100L. Đấy là công tắc tay dài, lưỡi lưỡi một tấc 100 mini này, lưỡi một tấc này, vôn này, điện áp là từ 200 số vôn là 220 đến 240 V. Các bác gọi là xài cái điện thông dụng như mình đang sử dụng anh em nhé, 50-60 Hz này. Công suất của nó là 850W và vòng tua là 11.000 vòng trên một phút. Lưỡi để dùng lưỡi một tấc này, đá 100 mm. Đấy, con này thì là rất là dễ dàng sử dụng này. Lõi này, motor đồng 100%. Đấy, hàng công ty nên là các anh em thoải mái luôn. Đây, quần cảm chịu nhiệt đến 200 độ C này. Úi dồi. Đấy, em sẽ, con này thì nó sản xuất ra rất là nhiều nước rồi. Xem luôn. Còn cái nhà máy sản xuất thì đặt tại Trung Quốc anh em nhé. Sẽ khui thử ra luôn cho các bác xem bên trong có những gì này. Cái sản phẩm như thế này này. Thì trước mắt đây là em đã khui ra trước rồi. Đây thì em sẽ khui trực tiếp cho anh em xem luôn con này là những gì. Bởi vì trước khi gửi cho anh em thì bên em sẽ khui cái túi bóng này ra này. Cái túi bóng này. Đấy. Cái xưởng từ về công ty về thì sẽ khui túi bóng ra và em sẽ cắm thử điện để kiểm tra trước khi gửi cho các bác. Nên là nhiều bác sẽ thắc mắc là sao không có lớp túi bóng đó. Đây anh em nhé. Máy đây. Trước tiên là sẽ có một em sẽ để xuống anh em này. Trước tiên này sẽ có một cái dụng cụ chắn lưỡi này, tay mở lưỡi này và một cái tay cầm phụ. Industrial là hàng sử dụng công nghiệp. Anh em đi làm bao công trình chiến cho anh em luôn. Thực sự là các bác nhìn cái máy ngon, cái phụ kiện của nó rất là ngon, hàng cực kỳ dày dặn và chất lượng luôn, chứ không như những con máy rẻ, các những cái phụ kiện của nó rất là mỏng manh. Đấy, con này phụ kiện rất là chắc chắn này. Đấy, dụng cụ tay cầm phụ, dụng cụ chắn lưỡi, tay mở lưỡi này. Thứ hai sẽ là một phiếu bảo hành của công ty, một phiếu bảo hành công ty đấy anh em nhé. Bảo hành chính hãng cho bác là 4 tháng trên toàn quốc này, kèm một đôi chổi than cho anh em luôn. Đây là các cái trụ sở công ty này. Thì có 3 trụ sở chính ấy, đó là Hồ Chí Minh này, Hà Nội và Đà Nẵng nhá. Công ty của phần xuất nhập khẩu TNT. Đấy, hàng công ty, hàng chính hãng luôn anh em luôn. Hàng chính hãng chuẩn chỉ, có đầy đủ các cái thông tin địa chỉ luôn, chứ không phải như là hàng trôi nổi trên thị trường. Hàng trôi nổi thị trường thì không rõ nguồn gốc xuất xứ thì các bác gọi là chất lượng thì chưa thể đánh giá và kiểm chứng được. Đây riêng hàng công ty anh em bao sử dụng cho bác luôn. Và cuối cùng là con máy như thế này. Thực sự là rất là ngon luôn, tay dài. Tay dài thì khi các bác mà mài cắt anh em rất là dễ dàng sử dụng, bởi vì nó có rất là nhiều vị trí các bác cầm. Đây, chỗ tay cầm thì rất là nhỏ gọn này. Chỗ tay cầm rất nhỏ gọn, phù hợp với các bác tay to tay nhỏ vô tư thoải mái luôn cho em. Lưỡi là lưỡi một tấc này, nhông này. Ồ, nhìn rất là chắc chắn luôn anh em nhớ. Motor đồng thì 100% cho các bác rồi. Đây. Phía đằng sau thì nó có là cái các cái thông số kỹ thuật này. Mã máy KM100L. Vòng tua là 11.000 vòng một phút và cái công suất là 850W. Sản xuất thì theo công nghệ của Nhật Bản anh em nhé. Lưỡi là lưỡi một tấc rồi. Con này cái nguồn điện, cái dây điện cũng rất là ngon luôn. Nguồn điện, dây điện cũng rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy. Thì ngày hôm nay khi các bác mà mua cái sản phẩm của con Kenmax đầu kẹp, con Kenmax máy mài công tắc, là máy công tắc cò bóp anh em nhé. Đây, dây 0,75 nên 2C này. Rất là dài, rất là chắc chắn luôn. Mà hàng công ty thì bao cho anh em, gọi là anh em làm công trình thoải mái vô tư cả ngày, không sợ bị nóng máy, nóng tay anh em nhé. Các bác làm gọi là làm gia đình rất là ngon rồi. Anh em làm công trình thì bao phê bao sướng cho anh em luôn. Hàng công ty khỏi phải lăn tăn bất cứ một vấn đề gì anh em nhé. Và đặc biệt là khi các bác mua sản phẩm này ngày hôm nay, bên em sẽ tặng cho anh em này
sẽ tặng cho anh em một viên đá cắt đa năng. Các bác sử dụng hàng siêu xịn luôn. Lưỡi cắt đa năng để cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Vẫn miễn phí vận chuyển toàn quốc và vẫn tặng cho anh em cái lưỡi đá cắt thế này. Và giá tới tay các bác chỉ với giá là 550.000. 550.000 là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Anh em nhận hàng sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toàn cho em các bác nhé. Thì sau đây thì em sẽ đi test thử các bạn, em sẽ cắm thử vào điện cho các bác xem thử là con máy này nó chạy như thế nào nhá. Đây các bác nhá, em đã kết nối vào cái nguồn điện rồi. Thì em sẽ bấm thử công tắc cho anh em xem là máy chạy có khỏe, có ngon không anh em nhá. Đấy. Rất là khỏe mà rất là ngon luôn. Anh em mài rất thoải mái luôn cho em nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Công tắc cò bóp là rất là an toàn khi anh em sử dụng luôn các bác nhé. Thì con máy mài công tắc cò bóp này giá tới tay anh em là 550.000. Bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc và có tặng cho các bác luôn là một cái đá cắt đa năng, lưỡi cắt đa năng cho anh em luôn đó, siêu xịn cho các bác luôn. Các bác cắt vô tư thoải mái luôn nhé. Thì giá tới tay là 550.000. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng, muốn sử dụng hàng công ty, nói đồng 100% và hành chính hãng đầy đủ và hàng cực kỳ chất lượng, thì liên hệ qua bên em có các đầu số em để trên màn hình anh em nhé. Đấy, cực kỳ ngon, cực kỳ chất lượng luôn. Và anh em xem video bên em thì có thể ủng hộ cho bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để theo dõi những video clip mới nhất nhé. Vậy xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.